Trong năm nay thôi các bác ạ, còn anh ấy thì đi liên tục rồi. Xin chào quý khán giả trên kênh của anh Tuyên nhé. Hôm nay thì sau 12 tiếng đồng hồ thì anh em mình đã có mặt tại Kiến Thụy rồi nhỉ? Đúng không? An Dương à? Đây An Dương của Hải Phòng rồi. Xin được gửi lời chào tới tất cả những khán giả của anh em mình ở đất. Chào các bác trên kênh của Hoa Cỏ Núi nhé. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến các bác cô chú anh chị và tất cả mọi người nha. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cỏ Núi. Hôm nay thì được Mạnh Thường Quân tài trợ đi xuống Hải Phòng để thưởng thức gọi là cái gì nhỉ, hải sản à? Đấy, đồng hành với cháu Tuyên thì có cả em Hà Xuân Nghiệp này và để em quay phim tí nhá, để em quảng cáo Bình Hòa à, đấy cha gì đấy chị, cha gì đấy chị, khán giả chị xem mấy năm Mộc à? Cảm ơn. Ở đây thì trạm dừng nghỉ ở Hưng Yên đấy các bác nhá. Anh em đang chuẩn bị cập bến ở Hải Phòng rồi, đang nghỉ dừng chân ở đây rồi. Có lẽ đây cũng là một cái chuyến đi kỷ niệm của anh em sau những ngày dài trải qua những cái ngày mưa gió ở trên vùng cao, thì hôm nay anh em mới được gọi là ra khỏi vùng đất núi đá trên Hà Giang đấy. Xuống đây thì cũng muốn chia sẻ với các bác một cái thước phim ngắn để xem là anh Đông mời anh em đi ăn hải sản những cái gì. Rồi là nếu mà chúng ta xuống Hải Phòng, chúng ta sẽ thứ nhất đầu tiên là Hải Phòng mà đi ăn hải sản thì các bạn phải ăn một con cá bớp đầu tiên. Cá bớp là cá như nào ấy? Cái con cá giống như con cá bống ấy. To tròn. Giống màu hơi đen đen tí đúng không? Đúng rồi. Cái loại đấy nhiều thịt lắm nhỉ. Nhiều thịt ít xương. Được rồi. Đấy là cá bớp là để nó cho vừa phái là đông ăn và nó sinh đực. Thì còn khỏe mạnh nữa. Đúng rồi. Hôm nay thì anh em mình đi toàn những con đực thôi. không con gái đúng không? Không con gái đâu. Đấy, cho nên là anh em chia sẻ vui như vậy thôi. Cũng là một cái chuyến đi các bác ạ. Một chuyến đi cũng là một cái kỷ niệm. Cũng muốn chia sẻ với các bác cô chú anh chị. Với thời gian hiện tại năm 2024 thì sau khoảng vài năm nữa quay lại xem những cái thước phim này, xem là đất nước Việt Nam mình phát triển như nào các bác. Rất là bất ngờ cháu Tuyên thì sau những ngày theo học ở Hà Nội thì bây giờ mới quay trở lại đây, cũng là một cái thời gian khá là dài, cũng đâu đấy là khoảng hơn 10 năm rồi. Quay trở lại đây thì rất là bất ngờ về cái tốc độ phát triển của Việt Nam, cũng như là mình cũng bất ngờ về sự phát triển cũng là tốc độ đô thị hóa của các thành phố lớn. Bất ngờ và cũng tự hào là con người Việt Nam sống ở đất nước Việt Nam. Đấy. Sống ở đất nước phát triển như vậy thì có lẽ cũng là một cái niềm vui lớn đối với bà con cũng như là tất cả người Việt Nam. Đấy. Cầu chúc cho 10 năm nữa Việt Nam mình sẽ là một trong những nước đầu tàu kinh tế của cả thế giới, không chỉ là châu lục mà cả thế giới luôn. Cảm ơn các bác nhé. Bây giờ thì mời các bác quý vị đồng hành cùng với bốn anh em để một chuyến dài đi trải nghiệm cũng như là đi sản xuất chết ở miền đất Hải Phòng, thành phố Hoa Cỏ Núi các bác nhé. Thank you.
Xin chào các bác, hành trình xuyên Bắc của cháu Tuyên và anh em Tam Giác Mạch đã đáp xuống thành phố Hải Phòng và anh em sẽ vào chỗ nhà anh Đông đầu tiên. Ngày mai sẽ đi tham quan những cái điểm gọi là phát triển bậc nhất của thành phố Hải Phòng, chia sẻ và quay phim cho quý khán giả và các bác cùng theo dõi. Đây, nhà anh Đông đây, bây giờ thì anh em mình sẽ đi vào và chút nữa thì sẽ review cái bữa cơm của anh em mình cho quý khán giả và tất cả mọi người cùng biết nhé. Còn lúc này anh em đang trên xe, nói chung là một hành trình rất là xa. Các bác hiện tại thì cháu Tuyên đã có mặt ở nhà anh một đời An Nhiên rồi. Bây giờ thì đi dạo một chút để cho người nó khỏe mạnh, tại vì là đi từ trên Hà Giang xuống đây thì cũng rất là xa và di chuyển một ngày trời rồi các bác ạ. Di chuyển một ngày trời mới về đến đây được. Nên là anh em sẽ phải đi dạo một chút để cho khỏe chân. Dạo phố các bác ạ, thể dục buổi chiều. Hôm nay là tọc xuống phố nha các bác nhá. Quý khán giả và các bác nào ở khu vực An Dương thì qua đây giao lưu với các cháu nhé. Nay đi cùng với cháu Tuyên thì có em Tam Giác Mạch và em Trọng nữa, ba anh em đồng hành với nhau. Thì trong quá trình di chuyển thì anh em cũng quay phim và chia sẻ những thước phim ngắn để khán giả và tất cả mọi người được theo dõi. Các bác này, buổi chiều thì ở đồng bằng thì anh em chơi là thả diều đây này, nghe tiếng ví dụ của diều bay này. Bây giờ là chiều muộn rồi các bác. Đi về cháu Tuyên thì có anh Hà Xuân Hiệp hôm nay thì đồng hành với nhau. Bây giờ mời các bác có chú ý chị vào xem cảm nhận của anh Hà Xuân Hiệp lần đầu tiên xuống phố. Rồi lần đầu tiên trong năm nay thôi các bác ạ, còn anh ấy thì đi liên tục rồi. Xin chào quý khán giả trên kênh của anh Tuyên nhé. Hôm nay thì sau 12 tiếng đồng hồ thì anh em mình đã có mặt tại Kiến Thụy rồi nhỉ? Đúng không? An Dương à? Đây An Dương của Hải Phòng rồi. Xin được gửi lời chào tới tất cả những khán giả của anh em mình ở đất Hải Phòng nói riêng nhé và toàn quốc nói chung. Thật sự đây là lần đầu tiên cháu Hiệp được xuống thành phố Hải Phòng, đất của thành phố Hải Phòng. Lần đầu là đi Cát Bà. Tuy nhiên thì mới đến đâm ra là cũng chưa có cảm nhận gì về con người cũng như là cảnh vật ở đây. Chỉ biết là đây là nhà đẹp, rồi là đường đẹp, rồi nhiều xe. Trong hành trình ngày mai thì anh em mình sẽ tiếp tục có những cái video chia sẻ tới tất cả mọi người về hành trình của anh em mình xuống đây để làm gì cũng như là như thế nào mọi người nhé. Rồi là ẩm thực Hải Phòng như thế nào thì anh em mình cũng sẽ chia sẻ để bà con, những khán giả của anh em mình ở trên núi có thể là chưa có điều kiện xuống thì anh em mình cũng sẽ chia sẻ những cái thước phim như thế để mọi người cùng biết được. Ở đâu cũng vậy thôi, con người Việt Nam mình đều rất là đoàn kết, yêu thương lẫn nhau và sống rất là tình cảm. Đấy là điều chắc chắn rồi. Mọi người hãy cùng chờ đón những thước phim hay của anh em mình nhé. Đừng quên đăng ký cũng như là chia sẻ những thước phim. Đây, hôm nay cháu Hiệp với anh Tuyên mỗi anh em là ship xuống tận Hải Phòng cho một khán giả đặc biệt. Anh em mình rất may mắn là bán được hai sách mà đang bạc hà luôn. Của anh Tuyên một sách, của cháu Hiệp một sách. Các bác mà có nhu cầu mua mà đồng ủng hộ anh em mình thì cứ alo theo số điện thoại nhá. Đấy, mật ong nguyên chất luôn. Rất là vui và xin gửi lời chúc mừng tới anh Hà Xuân Hiệp đã anh em mình có một chuyến đi an toàn. Đấy. Đến đây thì có lẽ là cũng là một cái trải nghiệm mới của hai anh em mình. Trong hành trình xuyên Bắc của anh em mình sẽ có những cái kỷ niệm, có những cái hình ảnh con người và cảnh vật xung quanh cái chuyến hành trình của anh em mình đi. Rất mong các bác có cú chú là
luôn luôn ủng hộ, luôn luôn là những vị khán giả đồng hành cùng với anh em mình để chia sẻ cũng như là theo dõi những cái thước phim mới nhất. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Có lẽ đây là một cái thước phim ngắn thôi. Chúc cho chuyến đi của anh em mình sẽ thành công rực rỡ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Lights up.